Dạ con xin mến chào và chúc sức khỏe tất cả quý cô chú ha. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Hôm nay thì con cũng ghé lại vườn của cô Đành quý cô chú. Cũng lâu nay mấy anh em hỗ trợ quay, hôm nay thì lâu lâu rồi con mới ghé lại ha. Thì mời quý chú cùng xem với con một clip của vườn cô. Hôm nay thì cũng khá là nhiều cây đẹp quý cô chú, khá nhiều cây đẹp cho mình lựa chọn nè. Trước mắt là mai chư thủy nè, bông trang nè. Thì vườn cô thì cây rất là già luôn chú, nuôi lâu năm rồi cho nên mà mình về mình chỉ chơi thôi hoặc là thay chậu đẹp chơi thôi chứ ha, còn mình không có sợ giống như là mình nuôi phô rồi nữa. Những cái thành phẩm này quý chú rất là dễ thương luôn, thì con mời quý chú cùng xem với con ha. Hôm nay thì mặt hàng cũng đa dạng lắm luôn, rất là nhiều là chủng loại cho mình lựa chọn. Thì mời quý chú cùng vô đây mình gặp lại cô Đành nha. Dạ rồi con chào cô. Rồi cô chào Khánh, thì dạ. Chào bà con đang xem kênh Lục Tỉnh Miền Tây. Thì hôm nay nhà vườn mình cũng sẽ tiếp tục lên clip số 42 nha bà con. Ngày 15 tháng 9. Dạ. Thì cũng có số cây quen thuộc như đã giới thiệu lúc đầu. Thì vô đầu clip hôm nay là một cây bông giấy. Một cây hoa giấy cô ha. Giấy. Hoa giấy. Hoa giấy sắc pháo của chú rồi. Làm theo cái văn nhân cành rớt rất là đẹp nè chú. Nhiều quý chú ở ngoài miền Bắc khoái cái giấy này lắm, nhất là nhiều những cái đây mặt tiền mấy chú mấy bác già già văn lão, văn lão này dạ, cây lão này tử rất là già rồi. Thì mình đo để đo thông số nha bà con, cái hoành cổ này thì nó 13. Cây này gọn gàng đẹp hết chú. Đế nơm, đế nơm đế đây thì 32. Dạ rồi. Còn cái này nữa thì 53. Dạ rồi. Chiều cao. Cao là 46. Cao là 46. Tán ra đây là 38. Dạ. Đó. Cho con dòng nó đi cô. Cái này cái bông đây. Cái này giấy xưa hồng nha bà con. Sát pháo ừ. Cô ha. Dòng mà hoa giấy xưa nhất giấy luôn xưa. Đó, cô chú. Giấy xưa nha và đẹp nhất luôn tới bây giờ luôn, không bao giờ mất giá trị. Ghim nha bà con, cây ghim rồi. Cây này giao lưu với bà con là 1,2 triệu nha. 1,2 triệu bao sống bao xếp nha bà con, đi thì bó luôn cái chậu xưa chậu đá này luôn. Dạ rồi, rất là dễ thương của chú ha. Rồi đổi giúp con luôn, thứ đầu tiên nha bà con. Rồi tiếp theo thì mình có hai cây sâm hương một cặp nha bà con. Cặp sâm hương. Sâm hương đang chỗ bông nè. Chỗ bông. Sâm hương đang chỗ hoa. Sâm hương Đài Loan cô ha. Nuôi lâu rồi cô chú. Một cặp già dạ. Nuôi lâu. Này là nó già nó rút lá đây nha bà con. Lá tí tí luôn cô ha. Bên này thì nó bự nó rút vậy. Bên này thì mình về mình cắt lại từ từ, từ nó rút nhỏ là vậy cô chú. Hoành 15, cây 25 và tán ngang 33. Dạ. Cây bên này thì cũng hoành 15 nha bà con. Thì hai cây nó đồng nhau, thì giao lưu với bà con là cặp này bà con mua hai cây cặp thì bán 650.000 thôi. 650 nha bà con, quả số 1. Chưa cô cho mượn. Một cặp như thế này là chỉ có 650 thôi hả cô chú? Một cặp hả cô? Một cặp bao ship luôn, 650 thôi chú ơi. Đây nè, gốc cành dày đặc hết trơn luôn. Cây này lá rút nhỏ xíu. Mình để bàn ha, lâu lâu mình làm việc cái mình quơ cái tay nhẹ cái mình đưa lên mũi. Rất là thơm. Rồi, cây số 1 xuống cây nha bà con. Dạ. Rồi, đây có một cũng cây. Là một cây sâm hương nữa. Để ngay lại. Cây sâm hương. Mã số 2 nha bà con, cũng cây sâm hương luôn. Quen dòng. Cái cò này độc cô ha. Cái cò cù chỏ này độc xuống. Cây này đế cũng đẹp nè. Đó. Rồi. À, dáng này ít có thấy lắm cô chú ơi. Dáng này là dáng độc ha. Dáng này thì gỡ dây hết trơn luôn nè. Hoàn toàn sạch dây nha bà con. Dạ. Về mình nuôi thời gian ấm tàn nữa. Cái mình chơi thôi. Thì hoành là đó đây là 26. Dạ. Vị trí này là 26. 26. Cao là 63. Tán đổ ngang thì 47. Thì cây mã số 2 là cây sâm hương. Giao lưu với bà con là 1,9 triệu nha. Khi đi thì mình bó bầu nha bà con. Cô qua quay cái giùm con lại ha. Mặt cắt của chú là bít hết trơn luôn nha cô chú. Những cái mặt cắt này nè. Cây này sọc cây.
Dáng này mình tạm gọi là dáng mẫu tử đi cô chú, cái thân này như thân mẹ vậy hả cô ha. Thân mẹ ôm con đây, mẫu tử. Rồi số 2 xuống cây đổi giúp con luôn ha. Cây này đẹp quá cô chú. Tiếp theo thì mình cũng có cây số 3, dáng cây sâm hương. Cây này cây thành phẩm đó nha bà con. Này mình có chậu đẹp mình vô cái là mình chơi thôi đó. Cây này thành phẩm luôn rồi, cút cành bự hết trơn, xương dâm nè, sạch dây luôn. Cây này cũng sạch cây luôn, không có thẹo dứt gì. Sạch mà cắt luôn cô ha. Đế đều bốn mặt cắt luôn nha. Kéo hết luôn. Đế đều bốn mặt nha bà con. Gờ em nói cái, chơi em này là phải gờ nói cái. Rồi số 3. Số 3. Cây sâm hương thành phẩm. Có hoành là 24. Hoành 24. Mình đế là 50. Cao 40 và tán ngang là 61. Dạ. Cây này giao lưu với bà con là 2,9 triệu nha. Khi đi mình cũng bó bầu nha bà con. Mà cắt bít hết rồi. Bít hết, cây này mà sạch cây luôn, đế đều bốn mặt. Thành phẩm rồi. 2,9 triệu cô ha. Rồi. Một cây sâm hương. Xuống cây. Dạ. Đây là một cây sam trái. Sam trái. Sam trái bao già của cô chú ha. Sam trái vườn cô là rất là già. Cây này dáng trực quân tử nha bà con. Dáng phong cao, dáng trực cao. Dạ. Rồi. Đó. Cây này. Rồi cây sâm núi mã số 4, có hoành đo đây là 16, cao 46 và tán ngang 30. Rồi cây này giao lưu với bà con là 900. 900 rồi cô ha. Bao sống bao xếp luôn nha bà con. Cái dáng nó cũng lượng lượng vậy. Cây dáng trực quân tử nha. Rồi sâm núi. Chưa cho con mượn cái nha. Về tháo dây ra được heo chú. Cây này thì chưa tháo dây, về. Còn mấy kia thì. Rồi đổi cô ơi. Rồi tiếp theo có một cặp Euro nha bà con. Một cặp Euro đang có hoa có trái luôn. Có trái luôn nè, trái. Đây, trái nó màu đỏ đỏ này nè. Hoa thì trắng phớt hồng cô ha. Trắng hồng. Đó, này có hoành là 11 nha bà con, cao 15, tán ngang 21. Cái này thì cũng hoành là 12, cao 16 và tán ngang 19. Cặp này thì bà con mua nguyên cặp thì 650.000 nha. 650. 650. 650. Bông. Dạ rồi. Rồi xuống cây. Này thì mình có một cặp Euro mà cây này uống thân nha bà con. Cây này uống thân. Hoa trắng hồng đẹp quá một chút. Cặp Euro uống thân. Cặp này có 500. Đó, đường thân nó uống từ đường nét luôn. Này mình vô dây chưa có thành phẩm, mới vô vài nước dây thôi, về thì bà con tiếp tục theo sau nữa. Rồi cái này thì hoành cũ là 22, cao 23 tán ngang 20. Này hoành cũ là 24, cao 25 và tán ngang 25 luôn. 500 cho cặp Euro này nha bà con. Cái Euro uống thân. Dạ rồi, 500. Rồi xuống cây. Rồi đổi cô ha. Rồi tiếp theo mình có cây cây mai chứa thủy lá chung nha bà con. Dạ, một cây chung nu của nó đó. Này là đang ra bông. Phơm tàn mịn hết trơn. Này sạch dây luôn, mở dây hết trơn. Xương. Quý cô chú coi dàn xương trong nè. Dàn xương dâm. Tàn đa tròn cô ha. Tròn đều hết luôn. Ra bông đều cây hết trơn nha. Dạ. Đó. Cây mai chứa thủy lá chung chung nu nha bà con. Dòng này là thành phẩm là mình nuôi dàn xương dâm cốt cành bự hết trơn à. Thì có hoành là 20. Mình đây là 20, cao 33 và tán ngang 45. Dạ. Rồi cây này giao lưu với bà con là 1,9 triệu. 1,9 triệu. Bộ đế nó. Khoan khoan cô quay cho con vòng nữa nha. Đế này lên da cớm hết trơn là già. Đó. Rồi. 1,9 triệu con ha. 1,9 triệu. Về thay chậu đẹp ngắm thôi cô chú. Rồi. Xuống. Dạ. Tiếp theo mình cũng có dòng mai chứa thủy mà này lá kim, kim thanh mai nha bà con. Kim thanh. Kim thanh mai. Dạ. Này này dáng phù thê tử của chú. Ừ. Phù thê ha, có cái tử nhỏ luôn nè. Như gia đình vậy. Này thì mình cũng mở dây sạch dây luôn nha bà con. Sạch. Dạ. Quy hoàn toàn luôn. Dàn xương dâm nè.
rất là đẹp luôn. Cây này thì bao già luôn nhưng mà con. Đây, cái vàng xương cho nuôi lâu rồi chú. Sau này cầm cả năm mấy năm, chục năm mới được cây này. Đó. Cả gần chục năm đó hả cô? Đúng rồi, lâu lắm rồi. Rồi. Má số 8 là cây mai chi thủy lá kim, kim thanh mai. Thì có hoành đo một thân này thì nguyên luôn. Nguyên ba thân là 35 nha bà con. Cao thì 34 và tán 39. Một thân này tầm thì giá 10 chắc mười mấy á. Dạ. Đúng. Rồi. Cái kim thanh mai này giao lưu bà con là 1.890.000. Có số 8, số 9 cho nó tốt may mắn nha bà con. 1.890. 1.890. Dạ. Là 1.890.000. Dạ. À, dòng kim thanh mai lá nó đẹp lắm chú. Kim thanh lá mai. Nó mịn nhuyễn đẹp. Dạ. À, cái màu xanh của nó, màu xanh đẹp lắm. Xong rồi. Cả. Đổi giúp con luôn ha. Rồi tiếp theo mình có một cặp mà được cái này. Đó. Cặp này là mai chi thủy lá chung mà dòng chung nu đột biến nha bà con. Nu đột biến. Dạ. Này gọn để bàn cô ha. Cây này thì tầm mini. Nhà vườn mình có rất nhiều cây này nha bà con. Bà con có nhu cầu thì giao lưu thì mình sẽ giá mình bán giá phải chăng. Dạ. Thì này thì hoành là 20, cao 18 và tán 18. Cái này thì hoành chính, hoành này nhỏ. K18, K28 luôn. Cặp này giao lưu với bà con là 600. Nếu bà con mua nguyên cặp thì giá 550. Đây cô chú, cô nuôi cũng được mấy năm rồi đó chứ không phải mới đâu cô chú. Cô chú thấy nè, tay cành nó già đi hết rồi. Lấy càng nhiều càng rẻ lại cô càng ha. Rẻ lại, tại vì mình số lượng mình nhiều. Mấy cái này để bàn đẹp lắm cô chú. Rồi, mình có cây nhỏ nữa. Dạ cây mini. Rồi, tiếp theo có cây sâm núi trái nha bà con. Sâm núi trái. Sâm núi trái nè, nó già lên xù luôn rồi nha. Ừ. Lên nu theo thần luôn. Đó, dạng lượng rất nha. Cái này thì dáng tự nhiên. Chứ mình tàn thiên nhiên nha. Dạ. Tàn thiên nhiên. Rồi, cây sâm núi mã số 10. Có hoành 16. Cao 39 và tán ngang 32. Đó, cây này thì giao lưu với bà con là 900. 900. Cô đã nuôi ra dây luôn ha. Cây đang ôm trái luôn. Trái nhiều luôn chú. Cái này nó qua đợt đó ha cô, mà nó còn vậy nè, còn nhiều lắm luôn nè. Còn trái quá chừng luôn, này sạch dây rồi nha bà con. Dạ. Cây này hoàn toàn sạch dây luôn rồi, không còn cọng dây kém nó hết. Rồi, dạ. Xuống cây. Sâm núi trái càng già thì trái càng nhiều nha bà con. Cây sâm núi xù nha bà con. Một cây sâm xù. Sâm trái núi xù. Rồi, cây này cũng hết dây luôn. Này sạch dây luôn rồi. Này có hoành 15. Cao 29 và tán ngang 33. Này giao lưu bà con là 850.000. 850. Chưa con bỏ. Cây này đẹp quá chú. 850. Dạ rồi, mã số 11. Rồi, xuống cây. Tiếp tục tới số 12. 12 cũng là một cây sâm núi trái luôn. Dạ. Đế nơm. Trái đang đầy hết trơn luôn. Quá chừng trái đâu mà. Già nè bà con coi nè. Đâu già xù nó có nha. Mình dòng sâm núi này quá chừng lâu năm rồi nha bà con. Cô nuôi cỡ nhiều năm cũng có nhớ. Này cũng tầm có 5 năm, 6 năm mới có được cây này. 5, 6 năm cô ha. Ở dưới mình trồng mình từ nhánh chiếc ra đó. Yeah. Còn lên chậu khác nữa. Thì hoành này 16, K33 và 8.33 nha bà con. Này cũng 900 ngàn nha bà con. 900, đó bộ đế. Nuôi vậy đâu chú, cái xương cành lớn cắt cái bộ tàn dậy kính mít hết trơn. Rồi. Chỉ việc tỉa tốt rồi vô chậu đẹp chơi thôi. Tiếp theo mình cũng có cây sâm núi trái nữa. Đó, cây này dáng rất là đẹp nha bà con. Cây này lùng lực đẹp nè. Lùng lực. Đó. Quá già cô ha. Cái thân nó dạ, lên xù luôn, cục vậy nè. Nuôi xù vậy nè. Mà đặc biệt là mình nuôi cốt cành bự hết trơn rồi nha. Đúng rồi, cô nè. Là cái chiều đó giùm con nha. Nè, cốt cành nè. Cốt cành bự hết trơn, còn dàn xương dâm nó là từ chi tiết nhỏ mình buông dây hết trơn luôn à. Dây kẽm hết luôn. Còn mượn nha. Qua à. Trời cái dàn xương dâm cốt cành đó nè, bằng bự hết trơn à. Cốt cành nó bự. Vô từng đường nét, đường cong luôn. À. Cho nên giá nhà vườn mình thì bán giá cũng nhiều tiền, cây thành phẩm thì nhiều tiền nha bà con. Chứ dạ. Giá mấy trăm thì nhà vườn cũng có luôn, 300-400 cũng có. Cây này cây đẹp quá cô chú à. Cây này thì hoành là 18, K23 và 8.32. Cây này thì giao lưu 950.000 nha bà con. Mã số 13.
Cái này 950 là 950. Quá ok luôn quá chú. 950. Rồi, đổi giúp con luôn. Rồi. Ok, thành phẩm nuôi 5 6 năm rồi. Rồi, thêm mình cũng có cây me chua nha bà con. Cây me chua này cái phơm tàn nó cũng kính tàn rồi. Kính tàn một cây me chua. Lượng lắc nha. Toàn bộ nhà vườn này ở nhà mình nuôi cái mình trồng mình bứng lên mình sửa sản phẩm mình bán nha bà con. Cho nên thì số lượng nó cũng có nhiều. Yeah. Rồi, cây me chua. Thần quá quá. Có hoành là 21, cao 43 và tán ngang là 41. Hoành cũ này là 43. Yeah. Cây này giao lưu bà con là 950 ngàn. 950 thì bao sống bao xếp thì đi mình bó bầu cho bà con nha. Rồi. Dạ rồi. 950. Rồi tiếp theo cây này cũng cây nhỏ hơn, nhỏ thì nhỏ tiền. Nhỏ nhưng mà là cũng rất cũng là già. Cây này cũng rất là già luôn. Yeah. Đó. Độ già thì nó không thua cây vừa rồi đâu. Bồ đế này. Rồi, cây mã số L15 thì có hoành cũ là 49, hoành cũ bự nha bà con. Hoành cũ 49. Còn hoành đây thì 19. Cao là 39, tán ngang 36. Thì cây này giao lưu bà con là 700. Cây này chỉ 700 thôi. 700, bộ cũ nó quá xích. Dạ rồi. Rồi. Đổi giúp con luôn. Rồi, tiếp theo mình có một cặp me nữa. Cặp me này cũng giống quái luôn ha. 16. Cặp me này quá dễ thương luôn. Đây. Cây này thì có cái thân độc hả cô ha, cũng có củ luôn. Cái này thì cái củ nó rất là to. Mà cái tàn nó đẹp, tàn nó bay bay rất là đẹp. Rồi, cái hoành cũ của cây này thì 31, cao 21, tán ngang 33. Cây này hoành cũ là cũng 31 luôn. Cao 37 và tán ngang 31. Cặp này thì bà con mua nguyên cặp thì 650 ngàn. Còn mua từ cây thì 350 nha bà con. Lấy luôn hai cây đi chứ một cặp chỉ có 650 bao ship cho mình đâu có rẻ hơn luôn nữa. Rồi, xuống cây. Hai cây đẹp luôn. Rồi tiếp theo cái dòng cần thăng nha bà con. Cần thăng ở nhà mình cũng xù già lên da cớm luôn à. Đó, một cây cần thăng quái. Cần thăng lên cớm trắng ở chơi rồi ha. Đó. Dạ. Yeah. Mã số 17 nha bà con. Khi đi thì cũng bó bầu luôn nha. Thì hoành là hoành đây là 25. Cao 28 và tán ngang 33. Cây này thì giao lưu với bà con là 850. 850 ngàn. Dạ. 850. Rồi. Dạ quái. Dạ. Xuống cây. Bạn thì cũng tròn hết rồi. Tiếp theo mình cũng có cây cần thăng nữa. Đó. Giờ một cây cần thăng nữa. Cây này cây đẹp. Cây thăng già. Nó xích già. Già nổi lên da. Nổi da, da xù già luôn. Cây này cốt cành thoáng đẹp nè chú. Cốt cành thoáng đẹp. Da đẹp luôn. Cây này mã số L18 nha bà con. Có hoành cũ là 55. Hoành đo hoành em này là 16. Cao 41 và tán ngang 43. Cây này giao lưu bà con là 900. 900 nha bà con. Rất mong sự ủng hộ của bà con nha. 900 rồi. Thôi cô ha. Rồi, giá rất là dễ chơi luôn nè cô chú. 900 ngàn cây này. Rồi, tiếp theo mình cũng có cây cần thăng nữa. Dán cành rớt. Cành rớt. Ồ, cây này cành rớt đẹp nha cô chú. Nè, cành rớt. Thân một cốt cành rớt. Đế đẹp luôn cô chú. Mấy cái này vô chậu một người bê nhẹ nhàng. Rất là dễ chơi luôn. Cái này nằm giáp chỗ chính luôn. Chính chính lớn. Rồi, cây quen vòng cho bà con coi. Yeah. Rồi, cái này có hoành là hoành đây là 15, còn hoành cũ thì không có đo giáp cho chính lớn nha bà con. Tán ngang là 47. Cây này 490 ngàn nha bà con. 490. Rồi, chỉ có 450 thôi. Rồi. Ở 490. Rồi, xuống cây. Dạ rồi. Tiếp theo mình có một cặp trang. Trang đỏ, một cây trang hồng. Một cây đỏ, một cây hồng. Trang hồng ơi. Cái rất đẹp nha bà con. Cũng mấy năm không hả cô ha? Cây già cây không à. Cây này già không à. Trang nuôi, thả xong rồi. Thả dây luôn nè. Đó, một cây trang hồng. Cặp này thì giao lưu chỉ có 600 thôi nha bà con. 600.
trầm, chám phá trầm, cặp chăn đỏ và chăn hồng, hoành 16, cao 16, tháng 26. Cái này thì cũng hoành 14, hoành cũ là 35, dạ, cao 21 và tán ngang 20. Cho con mượn nghe luôn. Cái chăn quá hồng, dễ thương luôn. Đế điều luôn nha, đế điều luôn. Về mua hai cái chậu vô chân chơi thôi chú ơi. Rồi, sáng khai vô. Rồi, tiếp theo mình có cặp chăn sen. Cặp hàng sen tự nhiên nhật nha. Dạ. Hàng tự nhiên mà này có bộ đế. Cặp này giao lưu với bà con là chỉ có 400 thôi. 400 thôi nè. 400. Này mình chưa vô dây nha bà con. Đó, nó có củ nè. Dạ. Một cặp trang nha, sen. Sen đế. Nhật thì hoa đẹp, lâu tàn. Rồi, cặp này 400, trang tự nhiên. Rồi, cây sagi. Số 22, một cây sari. Sagi. Một cây sari sữa thân cô ha. Sữa thân. Nhà mình cũng có nhiều cây sagi như vậy. Dạ. Yeah. Rồi, cây sagi mã số 22. Thì nó có hoành đây là 17, cao 40 và tán ngang 48. Cây này giao lô bà con là 650 ngàn nha. 650. 650. Cây sagi thái ngọt nha bà con. Si ngọt hả cô ha? Thái ngọt. Dạ. Rồi. Rồi đổi cô ơi. Rồi tiếp theo mình cũng có một cây sigo, cũng là loại cây ăn trái luôn. Sigo dán lùa nha bà con. Dán lùa. Dạ. Dán bạc phong luôn cô chú ha. Sigo mà bạc phong luôn nè. Rồi. Cây mã số 23 cái sigo thì có hoành đây là 15. Dạ. Cao thì 10, cao 30, tán ngang 35. Cây sigo này giao lưu với bà con là 600 nha. Cho con giọng nó đi con. 600. Đó. Cái này lùa quá lùa cô ha. Cái này siêu phong luôn rồi, cây bảo lùa rồi, chứ không có bạc đâu chú ơi. Nó lùa rất là đẹp. Lùa. Rồi, xuống cây. Rồi, tàn mịn nha quý chú, tàn tròn. Rồi tiếp theo mình có một cây kim ba xưa. Này nó cũng dòng mai chú thủy nè nha bà con. Lâu lắm rồi cũng mới gặp lại em nó. Đây cho con mượn. Kim ba xưa. Tam tài. Quá già. Ba thân. Nó nu nhỏ thôi chú, nhưng mà nó nu theo thân á. Nu tới trên ngọn luôn. Cái đất này con cầm ấn không xuống con. Cái đầu già nó có về nó, mình thay chậu nha bà con. Nó bệnh nè, vừa rễ dưới đất ha. Lâu về năm quá thì, nè, mình cắt gì cái mình thay chậu mới ra. Dạ. Cho nó ăn phân với vậy nó hết phân ăn rồi. Rồi cây kim ba xưa mã số 24. Có hoành của ba thân này là 25. Cao 27 tháng 48. Cây này giao lưu bà con 600 nha. Về bà con thay cái chậu. Quá đẹp luôn. Cắt có 600 ngàn thôi chú. Một cây kim ba. Dòng này ít có thấy lắm nha cô chú. Dòng này hồi xưa thôi chứ bây giờ nó lâu lớn. Trồng nó lâu lớn cho nên ít có ai trồng. Dạ. Nhưng mình trồng già rồi cái thân nó đẹp lắm luôn. Lâu lớn. Rồi. Xuống cây. Mỗi cây mà chú thấy nó có cái ưu điểm riêng. Rồi. Tiếp theo là mã số 25 một cây Vinh Sam, kim song huynh nha bà con. Dạ. Đó, đế đều luôn. Lá kim. Cây này đế sổ luôn, này nó mặt cắt lành luôn à, mặt cắt của cây. Để xích vô là dùng cỏ rồi. Tàn đa. Cây này phơm tàn tự nhiên nha bà con. Dạ. Đó, cây phơm tàn tự nhiên. Cây Vinh Sam, mã số 25. Có hoành là 35, này to nha bà con, hoành to. 35, cao là 33. 8038. Cây này giao lưu bà con là có 900 thôi nha. 900 cây linh sam. Dạ, 900. Nói chung. Rồi. Nè, nuôi hai nước dây rồi nó siết luôn rồi quý vị. Xuống cây. Rồi tiếp theo mình cũng có những cây phôi khế nha bà con, hai cây phôi khế chua. Rồi. Khế chua cô ha. Khế chua già. Khế chua già. Đó, dán này. Tú. Cái này thì cái mặt cắt trên này thì nó về thôi chứ nó không có xuống nữa nha bà con. Dạ. Rồi. Khế chua. Có hoành là hoành đế là hoành thân này là 41. Hoành đế là 88 nha bà con. Chiều cao là 47. Đó. Cây này thì giao lưu với bà con là 1,5 triệu ha. Có 1,5 triệu đó nha bà con.
Cây này rất là già luôn. Cái này cô nuôi cũng lâu rồi, bắt đầu cô mới rút cốt cành lại nè quý cô chú ha. Này nó có cốt cành luôn. Đổ về nè, quý cô chú thấy một số cái mặt cắt mà nó kéo lại vậy nè. Xuống cái thì nó bít luôn. Vành 41, vành đế 88, cây 47. Rồi, xuống cây nha bà con. 1 triệu rưỡi cô ha. 1 triệu rưỡi á. Rồi, cái chua. Tiếp theo mình có cây cái chua nữa mà này lên mầm sống khỏe rồi nha. Cây này lên mầm sống khỏe rồi nha bà con. Cây này nó cũng có cái bộ đế sởm luôn. Mã số 27. Cây khế chua. Nó có cành nó lên tàn ngay chững luôn nha bà con. Rồi, này có hoành là 54. Đây 54. Hoành đế là 71. Cao là 67. Cây này thì giao lưu với bà con là chữ 6 hay chữ 8 tuấn? Chữ 6 thôi nha bà con. 1 triệu 6 cậu ha. Chữ 6 thôi. Giống như con thú ngồi vậy. Này xếp đi cũng trăm mấy ngàn rồi đó. Đây, những cái mặt cắt hồi xưa mình cắt nè cô ha. Nó múm vô nó kéo vô nè. 1 triệu 6 cho cây này. Dạ. Rồi, tiếp theo mình có cây chanh vàng nha bà con. Đây, cây chanh vàng. Cây chanh vàng dáng trực rất là đẹp nha. Này, mình vô phơm tàn hết trơn, cái này còn dây, còn số dây. Dạ. Tàn thì mịn quá mịn rồi cô ha. Nó chuẩn bị ra bông mới bông nhiều lắm cô chú. Đâm nụ đều hết trơn rồi nha bà con. Rồi, ở số 28 cây chanh vàng. Cây qua mốc đơn vàng nha. Có hoành đo đây là 20. Còn hoành cũ là 41. Cao 25 và tán ngang 32. Đó, cây này thì giao lưu với bà con là 1.7 thôi. Chiều 7. Một cây chanh vàng thành phẩm. Chưa. À, cái chiều này cô lật lại em coi cái. Cứ anh chồng á. Đây. Tàn cứ ngắt luôn ha cô chú. Đây nè, xương cành lớn luôn. Chanh mà nuôi vậy là cũng lâu cái lắm. Cái đi thì mình cũng có bầu nha bà con. Rồi, xuống cây. 1.7 triệu. Dạ rồi. Dạ, theo mình cũng có một này thì cái cây chứ mà không, nó cốt cành có sẵn rồi. Cái phôi thì nó chưa có cốt, con này cũng định hình dây đều hết trơn rồi nha bà con. Chi phong đồ đầy đủ hết trơn rồi, nó có cây dáng trực. Cây mai chiếu thủy nha. Trực lắc lùng lực luôn ha. Cây mai chiếu thủy da đen lớn hay gì đó. Cái phôi này đẹp chút. Da đen lớn. Cái cành cốt cành bột này nuôi rất là to, bằng bự hơn ngón tay cái con luôn. Cái này mà cắt bít luôn rồi nè. Giờ cành phong cũng xong luôn rồi nè, cành một xong rồi, giờ mình nuôi thêm cái cành này nè. Thêm cành là đủ luôn. Cái cây ngọn nữa ha. Ngọn nữa là đủ. Là thời gian nữa là cây này đẹp nha cô chú. Đế đều luôn nha, đế nè. Đế đều luôn. Rồi, cây mã số 29 thì có hoành là... Ủa, chứ đâu hả? Cây trực lắc. Đó. Đây thì 21 ha. 21. Cao là chỉ có 16 thôi. Dạ rồi. Cao chỉ có 16 thôi nha bà con. Tán ngang là 23. Đó. Cái này dạ. Cao chỉ có dán lùng lực luôn. Về mình nuôi vừa chơi vừa nuôi cái ngọn với cái cành này heo chú. Cái cành này có sẵn rồi nè. Cái ngọn cũng có luôn rồi nè. Nhiều, 2 triệu 4. 2 triệu 2. Cái này giao lưu bà con 2 triệu 2 nha. 2 triệu 2. 2. Đó, nè. Rất là dễ thương nha bà con. Cô chú thấy cái cành phong với cành này nuôi cỡ này thì lâu lắm nha cô chú, chứ cái mặt cắt này nó bít luôn rồi nè. Rồi, xuống cây. Rồi. Tiếp theo mình cuối cùng rồi hả? Còn đây một cây lộc dừng quá nha bà con. Để ngay ngay lại cô. Rồi, cái lộc dừng quá luôn. Mà này mình mới lặt lá nó lên đọt à, lên lộc. Lộc đỏ luôn cô ha. Ừ, nè, hết sức cây này quá đẹp chứ ta. Nó bò nó cuộn quái lắm cô chú. Này nè, cuộn. Nhiều cái co lắm. Này có hoành cũ là cây lộc vừng mã số 30, hoành cũ là 38 nha bà con. Dạ. Cao 49 và tán ngang 36. Cây này giao lưu bà con chỉ có 700 thôi. Cây này 700 thôi cô ha. 700. Cây này 700 thôi. Rất dễ chơi ha chú. Rồi. Xuống cây đi. Rồi. Rồi mình cũng có ba cây trang này cho nó đẹp đẹp cuối clip một cái nha bà con. Combo 3 cây. 3 cây. 3 cây 3 màu luôn. 3 màu.
ba cây đỏ vàng hồng, ba cây đều vàng. Combo này cuối clip luôn nha bà con. Dạ, rực rỡ luôn. Thì cái này thì nó hoành cũ là 27, còn cây này thì hoành nó là tới 17 lận. Còn này cái đê này không có đâu, này thì nó có hai và rễ quái. Dạ. Rồi ba cây này thì giao lưu với bà con là chỉ có 900 thôi nha. Ba cây 900 cây sen sen rất là đẹp luôn. Đây là chưa cô. Sen sen. Này vô dây nha bà con. Nè có bộ đu rễ quá sẽ quá đẹp luôn. Chân vàng này thì nó chỉ vô mới có hai nước dây thôi. Trong ba cây, cây nào vô chậu cũng lịch sự lại cũng đẹp hết trơn. Chân hồng ba cây 900 thì ba cây trang này kết thúc clip hôm nay nha bà con. Dạ cuối rồi. Cùng thì cũng xin chúc bà con và chúc kênh mình được có nhiều sức khỏe nha. Rồi dạ. Xin chào và hẹn lại clip chủ nhật tuần sau. Dạ rồi, con chào cô. Dạ. Con cũng kính chào quý cô chú ha. Rất cảm ơn quý cô chú đã dành thời gian theo dõi. Chúc quý cô chú ngày mới bình an, nhiều sức khỏe. Xin hẹn gặp lại.